Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Mitsubishi Outlander. Chiếc xe Mitsubishi Outlander nó sẽ có hai phiên bản cho em lựa chọn, là phiên bản cao cấp nhất là bản Premium và bản thấp hơn là bản 2.0, bản số tự động, bản thường ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng trên bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em sẽ giới thiệu luôn cho anh em về những cái chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này. Thì còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn các anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em nhé thì em hãy đăng ký kênh của em để chờ các video mới nhất của em, để em sẽ lên cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và review xe cho bất kỳ dòng xe nào và tất cả các dòng xe trên thị trường Việt Nam. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0, bản Premium, bản cao cấp nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander ạ. Với giá niêm yết nó đang là 950 triệu ạ, nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại đại lý trong tháng 6 là chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt cho anh em như sau: là tặng cho một phiếu nhiên liệu trị giá 40 triệu đồng cho em nhá. Và tiếp tục sẽ là tặng cho một camera 360 độ trị giá nơi từ khoảng 20 triệu đồng anh em ạ. Chương trình khuyến mại rất là vô cùng đặc biệt cho anh em. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào thì anh em hãy gọi điện cho em nhé, hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình. Giá sẽ được tốt nhất và khuyến mại tốt nhất. Khẳng định với anh em là giá sẽ tốt hơn với cả giá mà em báo trên màn hình này cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 Premium này lăn bánh nhân nội giờ đang là 1 tỷ 007 triệu ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 322 triệu thôi nhá. Còn là tỉnh thì đang là 970 triệu đối với thẳng. Còn trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 285 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 988 triệu đối với thẳng. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 303 triệu thôi ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là chi phí mềm, hay gọi là chi phí lót tay, từ lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an. Mỗi một tỉnh là chi phí khác nhau, nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ, nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Còn một số các chi phí chưa tính nữa đó là bảo hiểm thân vỏ ở trong trả thẳng. Còn trả góp thì em đã tính tối thiểu một năm rồi, bởi vì trả thẳng nó là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc anh em rồi. Anh em muốn bảo vệ chiếc xe của mình thì anh em hãy mua, còn nếu mà anh em không muốn bảo vệ chiếc xe của mình thì anh em có thể là không mua. Đấy, phụ thuộc anh em thôi nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 số tự động, bản thường ạ. Với giá niêm yết nó đang là 825 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại đại lý trong tháng 6 là chúng em đã áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt cho anh em như sau: là tặng cho một phiếu nhiên liệu trị giá lên 35 triệu đồng anh em ạ. Và ngoài ra sẽ tặng cho một bộ ghế da trị giá là 8,5 triệu đồng nữa cho anh em nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ đưa cho anh em một cái giá tốt nhất và chi tiết nhất cho anh em, cam kết với anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất thị trường cho em ạ, anh em ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Outlander bản 2.0 số động bản thường này lăn bánh nhân nội giờ đang là 882 triệu ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 284 triệu thôi nhá. Còn là tỉnh thì đang là 847 triệu đối với thẳng. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 249 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 865 triệu đối với thẳng. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 267 triệu thôi ạ. Đó chính là phần giá xe và tổng trên bánh và các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này của chiếc xe Mitsubishi Outlander. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.